Rồi. Thì ở đây này thì ta nhìn vào do cái dạng hàm trong cái hàm tích phân ấy nó có dạng là tổng của hai hàm số đúng không ạ? Thì anh sẽ lắp lát của từng số hạng một đúng không? Thì trước tiên là anh sẽ lắp lát là của e mũ trừ 4t nhân với sin t nhé. Loan Thị Nguyễn đang cho em bạn. Em tang đi. Em ta đi Loan. Hello, hello Mạnh. Nhá thì này. Thì lắp lát của cái này nó sẽ bằng cái gì? Nhá. Thì các bạn có cái bảng ảnh hàm bảng ảnh lắp lát ấy thì các bạn dễ dàng nhìn vào cái công thức nó cho nó có sẵn nhá, thì nó sẽ ra là bằng là một chia mở ngoặc s cộng 4 tất cả bình phương cộng với một bình nhá. Thì ở đây này anh cũng đã nốt lại cho các bạn nào cái công thức đây này, các bạn nhớ cái công thức này này, công thức gốc của nó nhá, đây là công thức gốc đúng không ạ? Đấy. Hello, chào chào mấy bạn nhá, chào các bạn nhá. Chào 16 bạn đang xem nhá. Hello Hoa. Rồi. Đấy là anh đặt đây là cái thứ nhất nhá, đấy là xong xong cái số hạng thứ nhất rồi. Bây giờ tiếp là anh sẽ xét đến cái số hạng là t nhân với cos bình 2t đúng không ạ? Thì ở đây này nhá. Thì ở đây là do ở đây là mình có cos bình 2t đúng không ạ? Mà ở cái Laplace ấy thì nó không có công thức mà nó không có công thức của Laplace của cos bình 2t đúng không ạ? Nên ta sẽ phải hạ bậc cái cos bình 2t đi. Đấy, hạ bậc thì nó sẽ bằng là 1 cộng cos 4t chia 2. Thì ở đây các bạn để ra được thì các bạn nhớ cho anh cái công thức này thôi. Công thức hạ bậc nhá. Cos bình AT bằng 1 cộng cos 2AT chia cho 2. Còn nếu mà đối với sin bình nhá, sin bình AT ấy, thì thay dấu cộng bằng dấu trừ nhá. Đây là đối với bài có sin bình. Rồi, sau khi đã biến đổi cos bình 2t rồi, sau này là anh tiếp anh sẽ đi là lấy tính Laplace đúng không ạ? Laplace của cos bình 2t thì nó chính bằng Laplace của 1 cộng cos 4t chia 2 đúng không? Đúng không ạ? Đấy, thì ở đây này dễ dàng các bạn thấy này. Ở đây là các bạn mình sẽ tách ra đúng không ạ? Đây là có dạng của một một tổng rồi. Laplace của một tổng thì bằng tổng của Laplace đúng không? Thì bằng Laplace của 1/2 cộng với Laplace của cos 4t chia 2, đúng chưa ạ? Rồi. Mà đề bài của chúng ta cần phải đi tìm là Laplace của t nhân với cos bình 2t đúng không ạ? Mà do ở đây là anh đã tính được Laplace của cos bình 2t rồi. Bây giờ muốn muốn tính Laplace của t nhân với cos bình 2t thì anh việc đơn giản là anh chỉ việc lấy nhân nhân t đúng không? Nhân t vào từng Laplace một đúng không? Đây là có t, Laplace của t nhân với 1/2 này và Laplace của t nhân với cos 4t chia 2 này. 1/2 ở trên này này, thấy chưa? Và cos 4t chia 2 ở trên này này, thấy chưa? Đấy. Đấy thì ở đây cũng thì dựa vào các công thức ở cái bảng ảnh năm lát đúng không ạ? Thì đã ra được là Laplace của t nhân với 1/2 sẽ bằng là 1/2 nhân với 1 giai thừa chia s bình phương. Đúng không ạ? Và còn Laplace của t nhân với cos 4t chia 2 thì sẽ được là s bình trừ 4 bình chia cho 2 nhân với mở ngoặc s bình cộng 4 bình đóng ngoặc tất cả bình phương. Đúng không ạ? Thế ra được cái đấy thì các bạn nhớ cho anh hai công thức này thôi. Đây, hai thứ nhất của Laplace đây nhá. Laplace t mũ n thì bằng n giai thừa chia s mũ n cộng 1 đúng không ạ? Và Laplace của t nhân với cos omega t thì sẽ bằng là s bình trừ omega bình chia cho s bình cộng omega bình tất cả bình phương đúng không ạ? Cái công thức này là công thức là đạo hàm nhá, công thức dựa vào tính chất đạo hàm nhá. Chứng minh thì mình có sẵn công thức thì mình lấy luôn, mình không cần phải chứng minh cho nó tốn thời gian, được chưa ạ? Rồi thì anh sẽ đặt đây là hai, hai là cái bên trên này này nhá, hai là cái ở đây này đúng không ạ, còn một là cái này này đúng không, được chưa? Thì từ 1 và 2 đúng không ạ? Từ 1 và 2 đây nhá. Thì ta suy ra được đúng không ạ? Suy ra cái Laplace. Laplace của cái hàm số bên trong tích phân á, hàm số này này bên trong tích phân này này đúng không ạ? Suy ra cái Laplace này này, đúng không? Nó sẽ bằng cái thằng 1 cộng thằng 2 thì sẽ được là như này, đúng chưa? Các bạn lấy cái
chỗ anh thì dấu 1 và 2 các bạn cộng lại là được, đúng không? Rồi. Thì đến đây là gần như là đã xong rồi, đúng không? Bây giờ suy ra này, lát đát của cái hàm tích phân á, tích phân từ 0 đến t của cái hàm số anh vẫn đóng ngoặc đây này, đúng không ạ? Đấy, thì nó đơn giản nó sẽ bằng là bằng với fs chia s với fs ý. Fs nó chính là cái thằng này, đúng không? Fs nó chính là cái thằng này, đúng không ạ? Từ 1 và 2 các bạn sẽ suy ra được cái fs, đúng không? Bởi vì là mình lấy Laplace mà. Laplace nó chính là fs. Còn cái thằng tích phân này thì nó chính là fs chia s, đúng không ạ? Các bạn chỉ đơn giản các bạn chỉ việc lấy là cái cụm bên trên này này, các bạn chia cho s là xong, đúng không ạ? Thì đây anh viết lại đây rồi. Đấy. Các bạn có thể viết viết là dạng như này, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể viết là có thể viết như này nhé, hoặc là các bạn viết là chia cho s ở đây như này, đúng không ạ? Thì các bạn bỏ thằng s này đi nhé. Đấy. Đấy là cái bài ở đấy là ở cái mã số đề 01, đúng không ạ? Đề 01. Thì sau đây là anh sẽ qua cái mã 03 nhá. 03 thì nó cũng tương tự thôi, nó không có gì, đúng không ạ? Đây nó hỏi mình là tìm hàm ảnh của hàm gốc sau này, đúng chưa? Đây. Đấy, các bạn nhìn đây thấy một thằng, hai thằng, ba thằng, tổng của ba thằng, đúng không ạ? Thì rất là đơn giản. Thì các bạn tính lắp đáp của từng số hạng một, đúng chưa? Đây anh đã viết lại này. Laplace của FT này, FT là cái hàm đề bài nó hỏi này, nó chính là bằng Laplace của từng từng số hạng một, đúng không? Cộng lại, đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi tính từng Laplace từng thằng một, đúng không ạ? Thì Laplace của 10T nó chính là bằng bằng gì ạ? Bằng 10 nhân với một giai thừa chia S bình phương, đúng không ạ? Thì để ra được cái này thì các bạn chỉ việc là nhớ cái công thức này cho anh thôi, đúng không? Nhá. Laplace của T mũ N sẽ bằng N giai thừa chia S mũ N cộng 1. Một giai thừa nó sẽ bằng bằng 1 luôn. Và anh đánh dấu đây là một nhá. Tiếp sẽ định tính Laplace của t nhân với cos 3t, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng là s bình trừ 3 bình chia cho mở ngoặc s bình cộng 3 bình đóng ngoặc tất cả bình phương, đúng không ạ? Và anh đánh dấu đây là số 2. Đấy. Thì để ra được cái này thì các bạn chỉ việc là nhớ cho anh cái công thức này thôi, đúng không? Nhớ cho anh cái công thức này thôi, đúng không ạ? Cái này có công thức là làm được hết mà, nó cũng chả khó đâu, đúng không ạ? Đó, công thức của Laplace của T nhân với cos omega T này nhé. Cái này nó dựa vào tính chất đạo hàm, được chưa? Dựa vào tính chất đạo hàm để mình suy ra được cái công thức như này. Rồi đấy, xong hai thằng rồi, còn còn cái thằng cos 2t nhân với sin bình t. Ở đây các bạn nhìn thấy sin bình t này thì các bạn phải nghĩ cho anh là biến đổi hạ bậc đi, đúng không ạ? Hạ bậc sin bình t đi thì hạ bậc được cái gì? Đây. Hạ bậc sẽ được là cos 2t này. Cos 2t giữ nguyên, đúng không ạ? Sin bình t hạ bậc sẽ được là 1 trừ cos 4t chia cho 2. Đúng chưa ạ? Đó. Thì bây giờ anh sẽ nhân nhân phá ngoặc thì sẽ được là 1/2 cos 2t trừ cho cos 2t nhân với cos 4t chia cho 2. Đúng chưa ạ? Rồi. Thì ở đây là 1/2 cos 2t anh nguyên, đúng không? Còn cái cos 2t nhân với cos 4t ấy, nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng là 1/2 mở ngoặc cos 2t trừ 4t cộng với cos 2t cộng với 4t. Đúng không ạ? Còn cái 1/2 này thì anh vẫn giữ nguyên ở ở 1/2 ở giống ở bên trên nhá. Thì ở đây là các bạn phải nhớ cho anh cái công thức lượng giác này thôi, đúng không ạ? Là cos A nhân với cos B sẽ bằng là như này nhá, bằng 1/2 cos A trừ B cộng cos A cộng B nhá. Đấy, nhớ công thức này, được chưa? Công thức lượng giác. Rồi. Đây khai triển tiếp này nhá, bằng 1/2 cos 2t ở bên trên thì mình vẫn giữ nguyên, đúng không ạ? Rồi. 1/2 nhân 1/2 sẽ được là 1/4 nhá, 1/4 cos 2t trừ 4t sẽ được là cos trừ 2t, đúng không ạ? Mà cos trừ 2t thì sẽ bằng là cos 2t do là hai góc đối nhau, đúng không ạ? Đấy. Còn ở đây là sẽ là cos 2t cộng 4t là được cos 6t này, và nhân với trừ 1/4 bên ngoài sẽ được là trừ 1/4 nhân với cos 6t, đúng không ạ? Ở đây nhớ cái công thức này thôi, đúng không ạ? Đấy, cos hai góc đối, cos đối đây. Chưa có cái câu cos đối gì, đúng không ạ?
Đấy, thì nó là ý nghĩa là như thế, cos chữ AT bằng cos AT. Rồi sau khi đã biến đổi đường này rồi thì bây giờ anh sẽ đi, bây giờ anh sẽ mới biết là cái Laplace của nó đúng không ạ? Laplace của cái số hạng thứ ba nó sẽ bằng là đây, Laplace của cos 2t nhân với sin bình t đúng không? Thì nó chính là Laplace của từng thành phần một đây, các bạn nhìn này. Đồng vừa đấy mình đã biến đổi ra được như này rồi đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn chỉ việc lấy Laplace của từng thành phần một thôi, đúng không? Đó, Laplace của từng thành phần một. Đấy, từ thành một phần một ở bên trên này, đúng chưa? Đấy, thì đến đây là dễ rồi, đúng không ạ? Laplace của 1 phần 2, cos 2t thì sẽ bằng là 1 phần 2, là mình sẽ đưa ra ngoài, đúng không ạ? Cos 2t, Laplace sẽ được là S chia S bình cộng với 2 bình. Còn Laplace của 1 phần 4, cos 2t sẽ được là trừ, trừ này thì mình vẫn giữ dấu trừ ở đây, đúng không ạ? Viết lại thôi. Sẽ được là 1 phần 4 nhân với mở ngoặc S chia S bình cộng 2 bình nhé. Còn Laplace của 1 phần 4 cos 6t thì sẽ bằng là 1 phần 4 nhân với S chia S bình cộng 6 bình đúng không ạ? Đấy, thì để làm được này thì các bạn nhớ lên cái công thức này này, công thức Laplace này. Đấy, Laplace của cos omega t thì bằng S chia cho S bình cộng omega bình, đúng chưa? Đây là đây đánh dấu là 3 nhé, 3 này. Đây này, 3 này, thấy chưa? 3 này. Đánh dấu lên là 3 nhá. 3 này, thấy chưa? 3 này. À, 2 này. 2 ở đây này. 1 này. Nó ghi nhận những cái thằng này này. Đấy. Đổi màu đi nhá, đổi màu đi cho đẹp. Đổi màu đi cho nó rõ. Đổi màu gì đây nhỉ? Màu màu tím ý. Đây đúng không ạ? 1 này. Một này, đây là hai này, đúng chưa? Còn thằng ba đâu nhỉ? Ba đây đúng không ạ? Ba là chính là cái Laplace này này, nó ra được kết quả là cái bên dưới này, đúng chưa? Thì từ 1 và 2 và 3 thì bây giờ các bạn sẽ suy ra được kết luận thôi đúng không ạ? Cộng 1 cộng 3 thằng này với nhau đúng không? Thì ta sẽ được là như này nhá, kết luận nó là như này đúng không ạ? Cộng cộng 1 2 3 anh vừa đánh dấu ở bên trên vào với nhau, đúng chưa? Đấy. Nhá. Rồi, xem ghi chép lại nhá, ghi chép lại ôn lại mai thi cho tốt nhá, mai biết đâu lại vào cái dạng như này đúng không ạ? Hoặc là nếu mà chưa có dạng như này thì các bạn xem cho anh cái dạng mà